Đây, ta sẽ vào phiên bản Blue Status 240 fps. Chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Giao Du. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái mô đồ, hai cái mô đồ mà mình đang sử dụng. Ô, bị giật kìa, giật ghê quá ta. Nó giật ghê quá ha. Cái mô đồ mà mình đang sử dụng FPS của mình nó sẽ rơi vào khoảng 120 đến 150. Và chơi ổn định nhất là ở mức 100 nha. Chơi ổn định nó lại rơi về mức 100 mà khi vào trong trận rank sinh tồn á, là cái gọi là cái lắc nhất ở trong Free Fire rồi á. Tại vì cái đó là cái map lớn nhất rồi. Thì nó sẽ là khoảng 190 cho đến 101. Nó sẽ nhảy tơ lơ tùng tung á. Hôm nay mình mang lên cho anh em những cái mô đồ. Yes sir. Em mang lên cho anh chị hai cái mô đồ, ba cái mô đồ. Mô đồ hiện tại mà em đang sử dụng, nó nên tắt Free Fire đi. Đây, cái mô đồ hiện tại mà em đang sử dụng đó là Asus AA2205B. Đấy, cái này là ROG7 hay sao em không nhớ nữa. Và ở đây chúng ta có hai cái mô đồ. Em có mô đồ của iPhone 15 nè, trông nó rất là dễ nhớ nha. A3105, đây là những cái phiên bản màu nè, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ đó. Duyên cái ROG8 em sẽ test cho mọi người cái ROG8 để xem coi nó có khác gì không. Thì những cái mô đồ này nó càng cao thì nó càng tốt nha. Khi mọi người nè, Asus nè, phải không? Ghi chữ Asus nè, đó, copy cái này cho em 50. Có vẻ như mô đồ này không ổn cho lắm mọi người ạ. Mà em cứ nghĩ mô đồ của ROG8 thì nó sẽ ok hơn. Đây em có phân tích một cái clip cho mọi người xem. Đó là một cái thanh niên ở trên YouTube này. Đấy, nó có áp một cái mô đồ gọi là ROG6 Ultimate. Từ FF90 mà nhảy lên FF200 và chơi không khác gì Đức Mỏng luôn các bạn. Làm sao được như vậy? Thì bạn ấy chỉ áp cái mô đồ thôi. Trong clip bạn ấy thì bạn ấy chỉ áp cái mô đồ vô và kết quả là được như vậy. Thì bây giờ mình cũng áp mô đồ vô mà mình không biết có được như vậy không. Sau khi mình áp mô đồ này vô thì mình thấy nó Như lúc trước mình sẽ vào điện thoại nào. Mình áp cái mô đồ của bạn ấy vào. Đây, sau khi áp mô đồ vào thì mình không biết kết quả như thế nào đây. Để mình xem coi cái mô đồ của bạn ấy có giúp cho mình gọi là thay đổi cuộc đời, mở ra một chương mới. Đang bị giật giật, đang xem coi FPS nó có nhảy lên không. Nó nhảy lên được 120. Tức là những cái clip ở trên mạng không hoàn toàn là khiến chúng ta gọi là thay đổi hoàn toàn cái FPS nha các bạn. Có những người có thể gọi là áp vào và thay đổi vì đơn giản là máy của họ cũng mạnh mạnh tầm máy của ổng, đúng không? Đây máy mình yếu hơn nên máy mình coi như là có áp kiểu gì thì bây giờ nó cũng không thể nào lên được 240 fps. Áp mô đồ vào và fps lên 200 rồi. Ôi, khó đấy. Vậy là fps full giới hạn ở đây là 90, 170, đứng im là lên được 170, 160, 180. Và duy nhất là cái clip của bạn ấy vì bạn ấy xài Bluetooth 5 và 64 PE. Mình do mình chơi cái phiên bản này nó cao quá, nó bị giới hạn không có FPS cao ta. Vì khác phiên bản để mình test không có chuẩn xác lắm nên mình sẽ tải luôn một phiên bản gọi là 64 PE mà mình test lên một phiên bản mới. Cuối cùng cũng đến cái ngày đó rồi, cái thằng đớm đớm này. Vô đây mà coi clip nè. Phiên bản 64 PE FPS 180. Đây là FIFA Max bật full đồ quả như cấp bậc. Thằng nào làm cho cái Bluetooth PE này nó mượt dữ vậy? Thì mình phải copy liền, dán nhiều liền, insert liền. Đã lưu rồi. Chuẩn bị chiêm ngưỡng FPS 200, 200. 200% công lực. Vitamin A. Nếu mà âm thanh nó có bị ồn quá thì nghe đi. Đúng mà em dưỡng mặt ha. FPS đeo 12 hả? Đây, chúng ta sẽ vào phiên bản Bluestar 240 fps. Anh em muốn tải phiên bản này thì gửi cho mình 20k. Tới đây mà anh em nghĩ là mình là một thằng tham tiền á. Anh em nhầm rồi. Thật ra mình là một thằng rất 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 tham tiền. Đùa các bạn thôi chứ không phải bạn 240 fps. Chơi không bao giờ lắc, chỉ có giật thôi. Vậy liệu cái clip của thanh niên nước ngoài có đúng hay không nhỉ? Cái này thì nó cũng là 150 mấy nha các bạn. Giật vãi nồi. Sao mà 150 mấy mà nó giật dữ vậy ta? Chắc nó cần thời gian thích nghi á. Tóm lại là đã sử dụng rất là nhiều card rồi đó các bạn. Nhưng mà FPS cao nhất cũng chỉ tới 180 là cùng thôi. Chưa bao giờ thấy nó lòi sang 200. Nói thật để mà nghiên cứu được là mấy chục FPS này mình tốn cả mấy tiếng đồng hồ đấy các bạn. Nãy giờ mình tốn 40 phút rồi. Đây có thể là lần test cuối cùng. Trông nó lắc như kiểu là phim
đợi đợi phục hồi đợi một xíu đi, FPS nó sẽ phục hồi. Game này bị áo. Bắt đầu có dấu hiệu của FPS 180. Nhưng mà nó bị giật. Bản này nó bị giật các bạn. Giật vậy mình chơi không có vui. Không có vui gì hết. Để cứ như clip kết thúc rồi đó. FPS này nó bị giật 189 nè. Lên 190 được không fan? Lên 190 cho tôi xem ai. FPS 150 à. FPS 150 là cao nhất rồi. Tưởng lên được 190 nó mới vui chứ. Trời ơi nó giật kìa. Trời ơi nó giật kìa. Giật giật kiểu này bật nhạc lên một quẩy thôi anh em. Cảm ơn các bạn xem clip test mô đồ tăng FPS từ 120 lên 150, 180 luôn á. Mặc dù mình sẽ ghi tiêu đề là 240 FPS thật vì nhớ vậy mới có việc của anh.